Hôm nay cô Nguyễn Thị Hến, 83 tuổi, nhưng vì tôi rất cảm ơn từ thiện với trên với chính quyền địa phương của tỉnh, sao cũng của huyện, của giờ xã, những giúp đỡ cho con tôi ngày nay được về mẹ con tôi chung một. Nhưng ngày hôm nay, ngày tôi chết, tôi gặp mặt được con tôi. Nói chung cùng tôi rất cảm ơn. Hạnh phúc rồi, bây giờ chiều nay nấu nồi cháo ăn, hai mẹ con ăn cũng được. Đâu không còn gì hết, không còn ham tiền ham bạc gì hết, nhưng mà gặp người con thì cũng hơn hạnh phúc dữ dằn. Hai mẹ con chia cách là 23 năm. Gia đình của cụ là hộ nghèo. Gia đình của hộ nghèo của ở Phú Đông, xã Đồng Đông, huyện Đông Hải. Cô đây là chưa có nhà đàng hoàng. Ở đây nãy không có quay clip đó, là để về con sẽ vận động Bạc Liêu. Tôi rất là vui vì về đây tôi được gặp ba mẹ, anh chị và mọi người. Tôi không có học hành, không có công việc và cũng không biết nói tiếng Việt, nên hiện nay cũng chưa biết như thế nào. Tưởng đâu em mình đã mất rồi. Mấy năm trời thì gia đình cũng đi kiếm rồi coi thầy đồ này kia nọ, thì thầy cũng nói là nó chết rồi. Thì gia đình cũng hay vậy thôi. Rồi đi tới đi lui rồi đi kiếm hoài không gặp thì tới giờ luôn. Cảm giác chắc anh em chắc chịu nổi đó. Vậy đó. Thì nói chung ra là vậy, về anh em Út về thì nó cũng như nghĩ đó là chết đi sống vậy thôi. Đó. Thì anh nghĩ thì anh em thì đoàn tụ thì quá mừng rồi. Chỉ nhiêu thôi. Bởi vì nó đi mất tích lâu quá ở đây, nói chung là nói nghĩ nó là cũng như là không còn sống được đâu. Mà sao mà giờ nó về được đó, là ở xóm thì ai cũng mừng, cũng thương, cũng mừng. Chứ này đâu rồi đó, giờ chưa thấy, chưa có vụ mà nó mất tích là mấy mười mấy năm mà lại là bây giờ như gì thì thấy nó cũng bất ngờ. Nghĩ là mất rồi, chết rồi chứ không còn hy vọng gì nữa chứ. Từ khi anh em lên rồi anh em ngồi cũng bàn đó, cũng đi tìm kiếm nó, coi nghe người ta nói nó chết chôn ở đâu ngoài Lâm Đồng Đà Lạt chứ, mà đâu có biết gì đâu, nghe người ta nói vậy thôi. Anh em tính ngủ đi mà bàn lại là mình đâu có biết tin tức thì nó chết chỗ nào, cái mã nó ngầm ở đâu. Vừa nó về bên trên ở ngoài Lạc Sơn lên mạng đó rồi mới hay, rồi bắt điện thoại bằng đêm đó. Rồi mới hay người cho hay anh em dòng họ đồ vòng rồi bắt đầu mới là liên lệ hệ nhau rồi đi tìm. Cảm ơn chứ, cảm ơn là mỗi cộng đồng mạng rồi với cô bác anh em tình nghĩa gì giúp cho em nó về được đoàn tụ gia đình gì là quá tốt.